Em xin chào tất cả mọi người. Sắp đến ngày 20 tháng 11 là ngày hiến chương nhà giáo và cũng là ngày sinh nhật của em. Em xin chúc tất cả các thầy cô giáo sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và sau đây em xin gửi tới các thầy cô một ca khúc mang tên Người giáo viên nhân dân. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em. Người giáo viên nhân dân tâm hồn em, đôi mắt xanh như bóng mơ mộng, trái tim mềm đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Nhà chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào thầy cô người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, giữa chiến hào dân quân nhiều chân có em, có những cuộc chia tay xa xao kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói nhen nhóm bao mắt lý tưởng, tiếng kêu hùng của lịch sử trong rừng nước. Em đi gieo hạt sống đẹp hồn, nơi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng người. Tuổi trẻ trong em là tương lai Tổ quốc, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Em xin cảm ơn ạ.